cầu vượt thép Mai Dịch về đích trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Sau gần một năm thi công, hai cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Theo kế hoạch tổ chức giao thông giữa Ban Quản lý Dự án Thăng Long và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cầu thi công xong trước ngày 31 tháng 3, đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2024. Để thuận lợi cho việc thi công những hạng mục cuối cùng, trong đó có thảm bê tông nhựa mặt cầu, lắp giải phân cách, hơn tuần qua, toàn bộ cầu vượt Mai Dịch đã cấm, hạn chế một số loại xe đi lên. Đến cuối tuần qua, làn cầu vượt thép chiều Mai Dịch Thanh Xuân đã thảm xong bê tông nhựa mặt cầu. Công nhân thi công tranh thủ thời gian giảm xe qua lại để thảm mặt cầu và hai đường dốc lên xuống. Tuy nhiên do lưu lượng xe, đặc biệt là xe tải, xe khách ở đường trên cao lớn, nên nhiều thời điểm việc dựng rào để thảm dốc lên xuống đã gây ùn tắc cho đường Phạm Hùng và vành đai 3 trên cao. Sau khi mặt cầu và dốc lên xuống chiều Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng được thảm xong, theo phương án phân luồng dự kiến, đơn vị thi công đã lắp đặt thanh chắn hạn chế chiều cao xe qua cầu vượt thép. Người đi bộ, đi xe đạp, xe thô sơ bị cấm lên cầu. Bên dưới gầm cầu vượt thép cũng được làm mới vỉa hè đào giao thông. Riêng độ tĩnh không để xe đi qua gầm cầu vượt thép được khống chế ở chiều cao dưới 3,5m. Cầu vượt Mai Dịch từ 4 làn xe rộng lên 6 làn xe, kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ùn tắc lâu nay tại đường vành đai 3 và nút giao Mai Dịch.